Con ngồi dưới này cô có theo dõi được rõ không? Có, rõ. Cô nghe hết những câu Rồi, chuyện nghe. mà Trang chia sẻ với nhóm bạn luôn à? Có. Cô có cảm nghĩ như thế nào? Thì cũng như là cái đam mê của con mà. Nhưng mà trước những cái điều đó trước giờ Trang có khi nào về có tâm sự, có chia sẻ với cô về những khó khăn trong công việc ở đây không? Thì cô cũng hỏi, nó cũng nói. Nhưng mà cô thấy thôi kệ, giờ con nó đam mê quá, nó mê từ hồi ba tuổi mấy là nó thích hát rồi. Rồi sao thấy thôi kệ, thương con thôi kệ, cũng động viên thôi kệ, ráng đi con, miễn con vui là gia đình cũng mừng rồi. Dạ. Trước giờ cô có coi Trang diễn trực tiếp sân khấu lần nào chưa cô? Có một lần là cô coi là em nó thi đó, nó thi đạo diễn đó. Là lúc thi thôi, còn lúc mà diễn cho khán giả là chưa khi nào coi trực tiếp. Hồi đó giờ cô chưa có đi lần nào. Không, hy vọng là tối nay không biết là khán giả có đông hay không nữa. Dạ thôi cũng hy vọng chúc cho các em nó diễn được thành công.